chim. Okay. Làm nhẹ thêm vài cái tông một nào. Phát là nó gửi cho cũng lại ngay được. Đấy, phải đợi đấy. Cứ chờ đấy. Ui, 800 xu luôn. Thank you.
Xét luôn đi hồi sinh vật thể. Rồi, xong anh hồi sinh vật thể luôn. Tốt rồi. Xin cho bọn kia hết phân đạn à. Tốt rồi. Ui. Ôi. Em cứu thầy. Em cứu thầy. Má. Chơi thế thì chịu rồi, đồng đội báo ạ. Mang lấy hết vàng của tôi rồi. Kìa, nhặt xu đi rồi xin cho tao. Đúng rồi. Chịu thầy, hồi sinh. Đó, cái trạm vũ khí đó. Rồi, hồi sinh đồng. Xong. Giết mất tay. Thương sư cho ca trên drama. Đúng rồi, hay lắm. Anh trở lại anh gánh cái chú đây, yên tâm. Mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Mọi thứ vẫn yên ổn, yên tâm. Vẫn gánh được. Phèn. Ok. Sai ta. Thình 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 thình. Từ từ đã đến đã đến đi anh đến đây anh đến đây anh đến đây bó thứ tặng thôi. Tiếng này là tiếng chờ. Có thế. Đúng rồi. Đó mà chọn xuống đúng không? Tốt. Đạn dùng tiểu liên, hai khẩu tiểu liên. Thằng nào ngồi nhặt hai khẩu đạn đi. SVD. Ngon. Đột phá, đột ngột tầm gần, sát thương, đột ngột xuyên giáp, giảm thanh. À, khẩu này đang có giảm thanh này. Sinh nhỉ? Vâng. Yến thì gì đúng không? Ừ, rồi, anh sẽ hồi sinh cho chú em.
Dạ anh vừa xin cho em. Ân văn luôn hả? Ở cái phần cắt này không xoay video nhỉ? Đây, anh vừa xin cho. Tao bình tĩnh, bình tĩnh. Chỉ là phân người gọi. Kìa. Mày lợn. Nhờ. Vậy. U. Càng mơ cứu thầy. Cứu thầy. Bò rút nhanh quá. Bò rút nhanh quá. Trời ơi. Đi mình. Chết thì chịu rồi. Nó bắn đau. Ui thằng này không cần súng. Những tay mới chịu. Trời đánh. Trời đỡ. Tiếp theo đã đánh như thế. Thôi, ui dồi ôi, 1.900 rất thua ngân kìa. Đồng đội báo thủ. Thiền. Okay.